Xin chào các bạn và các anh chị em thân mến. Tiếp theo video lần trước, Ngọc đã giới thiệu về khách sạn bảo tàng nghệ thuật Hasila. Thì ở video hôm nay, Ngọc xin giới thiệu về viện bảo tàng nghệ thuật, cũng nằm chung với tòa nhà của khách sạn luôn. Ở đây có một diện tích rất là rộng lớn, thêm cả cái công viên điêu khắc nữa. Chúng ta đến đây là có thể chụp ảnh thoải mái luôn, rất là nhiều ảnh đẹp, và có thể đi dạo cái công viên điêu khắc. Ở bên ngoài cũng rất nhiều nơi để chúng ta chụp ảnh. Nữa đây không chỉ là một cái viện bảo tàng, tức là trưng bày không, mà mỗi năm như vậy là đều có tổ chức các cuộc triển lãm điêu khắc nào hoặc mỹ thuật. Viện triển lãm mở cửa lúc 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, và cái thời hạn cuối để mình mua vé vào cổng là lúc 5 giờ chiều. Vé người lớn thì 12.000 won, trẻ em thì 11.000 won. Nếu như mà mình ngủ lại khách sạn này sẽ được ưu đãi, đó là giảm tiền vé vào cổng tham quan tự do, đó là giảm được 10%. Trong đây cũng có các quán cà phê cũng được giảm luôn nữa. Còn không thì mình không cần là phải là đến ở khách sạn, mình chỉ cần đến tham quan thôi thì mua vé vào cổng là được. Mấy năm trước thì Ngọc cũng có dịp đến đây một lần, và cũng đã lâu lắm rồi mới quay trở lại đây. Trước mắt thì khi bước vào thì Ngọc thấy là có sự thay đổi cũng rất là nhiều. Bởi vì mỗi năm mà cái năm nào cũng trưng bày giống nhau mà cứ như vậy vài thì người sẽ gây cái sự nhàm chán đó. Cho nên là người ta cứ thay đổi suốt, cũng tùy theo cái họa sĩ hoặc nhà điêu khắc có mới, người ta cũng thay đổi nội dung cho phong phú một chút. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng Ngọc đi tham quan viện bảo tàng nhé. Vì trong đây có nhạc, sợ vi phạm bản quyền nên Ngọc phải tắt tiếng gốc. Mong các bạn thông cảm nhé.